Vì tội phạm trộm cắp tài sản thì ngày càng có nhiều thủ đoạn mới sử dụng nhiều loại công cụ phương tiện gây án để có thể trót lọt qua mặt khổ chủ Điển hình là vụ trộm với thủ đoạn tinh vi vừa xảy ra vào sáng ngày hôm qua tại tỉnh Đồng Nai khi kẻ đạo chích này đã dùng dụng cụ tự chế đánh thuốc mê chủ nhà rồi thả nhiên cắt cửa đột nhập vào nhà dân vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8 tháng 7, cơ quan công an phường Long Bình Tân, Đồng Nai đã nhận được trình báo của người dân mất trộm xe máy, hai chiếc laptop cùng một số tài sản khác. Trong quá trình truy tìm, đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang lẫn trốn nên đã tạm giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Trần Đức Lâm, sinh năm 1987, đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Khám xét nhanh đối tượng khai có dùng các vật dụng để mang theo hành sự, đặc biệt có chai nước không màu, được đối tượng khai là thuốc mê. Trước khi ăn trộm, hắn dùng que nhang ngang để chấm vào, rồi dùng đèn kho để đốt tạo khói, sau đó cắm vào một cái hũ có dây ống dẫn ra để nhét vào cửa sổ, rồi bóp hơi để khói đi vào phòng. Khi chủ nhà hít phải thuốc mê sẽ ngủ mê mang, giúp hắn thoải mái đục tường, cắt cửa, đột nhập vào nhà để trộm đồ.